Sáng nằm ở giường nào đấy? Giường bên này à? Đừng nhé. Để cột ở chân cũng có hoa này, đẹp lắm. Cái này mà sơn vào thì đẹp lắm đấy nhỉ? Vâng. Thôi. Dạ, anh đến rồi. Ừ. Ốm à? Vâng. Vài tuần tay cũng không đi chợ được thì nếu anh hay lên thì cho em xin một ít thuốc sốt với lại thuốc giảm đau. Thuốc hạ sốt hả? Hạ sốt. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cùng Núi. Hôm nay đồng hành với Tuyên có em Thím đi thăm hoàn cảnh em Sá Cụt. Đấy, nhà thì cột làm xong rồi. Và hôm nay là theo như thông tin chia sẻ của em Thím thì em Sá ốm nằm liệt giường rồi các bác. Thì em có thể chia sẻ cho các bác biết một chút. Đầu tiên thì em gửi lời chào tới các bác đi. Vâng, em xin chào tất cả các anh chị, cô bác và các mạnh thường quân ạ. Xá đã ốm như nào? Anh xá ốm hôm tối trời mưa, đổ mưa, anh có dậy anh sợ mấy ba xi măng ướt ấy, là anh đi che nên là anh ướt nên. Quần áo xong là anh cũng ít quần áo nên là anh không thay nên là anh ngủ trong sáng dậy anh bị ốm ạ. À, ốm bao lâu rồi? Ốm một tuần nay ạ. Tuần nay rồi. Vâng. Hôm từ cái hôm mà anh lên hả? Vâng, từ cái hôm anh lên ạ. Ừ, thế hôm sau là không dậy được luôn. Các con có ở nhà không? Các con thì hôm trước thì thứ bảy chủ nhật thì có về nhưng mà sáng thứ hai đi học hết ạ. Ừ. Không biết là cột này làm xong lâu chưa? Cột này làm xong được 2-3 hôm nhỉ? 2-3 hôm nhỉ? Vâng. Ừ, hôm qua thì cũng có cái anh thợ điện cho anh bảo là cột xong rồi để lên thanh toán tiền cho anh em. Để anh em còn đi mua thức ăn cho gia đình. Nhưng mà mưa quá. Hôm kia anh có lên nhưng mà lên được một đoạn rồi đường trơn quá anh lại quay lại. Thôi bây giờ anh em mình đi xuống thăm em Xá một chút nhé. Xem là em Xá như thế nào các bác ạ. Bởi vì là đây cái nhà thì đây các bác này, mấy cái cột thì xong hết rồi. Theo các thứ là đấy đổ theo yêu cầu của Tuyên. Và Tuyên cũng đã liên lạc với anh Tommy. Thì sẽ là làm theo cái vỉ ruồi như thế này các bác nhỉ. Làm theo vỉ ruồi và theo cái hồi nóc ở hai bên. Thì cái đòn tay ấy, mai mình lập tôn ấy, cái đòn tay nó sẽ có cái chỗ để bấu víu cũng như là tựa chắc chắn vào cái vỉ ruồi này. Bây giờ thì đi xuống thôi nha. Yeah, đi chậm thôi. Bé đi đâu rồi? Khá là lâu rồi các bác, tầm một tuần rồi Tuyên cũng không có lên đây vì là trời mưa, đường rất là trơn. Nhà em Xá rồi các bác ạ. Không biết là làm gì đấy. Xếp mấy cây này để cho cô dọn chị ạ. Ừ. À đây, cột rất là đẹp các bác ạ. Cột rất là mịn luôn. Ở đây thợ đổ bao nhiêu ngày em Thím? Đổ 10 ngày sao ạ? 10 ngày mới xong á? Vâng, trời mưa nên là không nghỉ nhiều ạ. À, tức là buổi sáng làm, buổi chiều mưa lại nghỉ đúng không? Kiểu lúc làm nó nghỉ thôi. Đấy, cây xà rất là đẹp các bác ạ. Làm đấy, cây xà và cột rất là chắc chắn luôn. Đấy các bác ạ, cột rất là đẹp. Kèo và xà cũng rất là đẹp. Đó. Không biết là em Xá nằm ở phòng nào. Để sang cái xem luôn. Bên này xem. Em Chính thì đang làm việc. Đấy, thấy việc một cái là lao vào làm luôn. Nên là ở đây nhiều nước đấy. Đấy, một lọ mưa rất là to các bác ạ. Ơ, cái giường này không có ai nằm đâu. Xá nằm ở giường nào đấy? Dạ, Xá nằm ở giường bên này ạ. Giường bên này à? Vâng. Đây nhé. Để cột ở chân cũng có hoa này, đẹp lắm. Cái này mà sơn vào thì đẹp lắm đấy nhỉ? Vâng. Thôi. Dạ, anh đến rồi. Ừ. Ốm à? Vâng. Ờ. Em chào anh. Ờ. Cứ nằm đi, không sao đâu. Vâng. Cứ nằm đi. Tình hình là ốm bao lâu rồi? Em uống được 4-5 ngày rồi. 4-5 ngày rồi á? Vâng. Uống thuốc gì chưa? Em uống thuốc giảm đau rồi. Thuốc giảm đau á? Vâng. Ừ. Ai đi mua thuốc về cho?
Hôm nọ anh chỉ phú bùi gửi được máy cột xong rồi em uống tặng. Ở đấy có thuốc đau đầu thôi. Không phải là thuốc giảm đau đâu. Cái thuốc đấy còn không? Vẫn còn. Nhưng mà ăn uống gì chưa? Sáng nay ăn một ít cơm rồi. Thế sáng nay em thím bảo xuống để nấu cơm cho em nhưng không biết là nấu cái gì. Cơm trắng. Cơm trắng à? Vâng. Các con đi đâu hết rồi? Con hôm nay đi học rồi anh ạ. Đi học. Sao đây có cái tivi của ai đấy? Tivi của ông chủ nhà trước hỏng rồi xong rồi nó để đây. Hỏng rồi à? Nó bảo là không lấy nữa xong rồi để đây mấy hôm nữa nhưng mà chuyển nhà thì không lấy ra ngoài đâu. Để lâu thì lại thành đồ cổ đấy. Vâng. Nhưng mà hỏng rồi. Vâng. Tivi tàu rồi. Vâng. Ốm như nào? Kiểu mệt như nào? Bị sốt với lại đau đầu. Sốt đau đầu. Vâng. Em biết nguyên nhân em bị ốm chưa? Em không biết mấy ngày trước thì cái hôm mà anh xuống anh vào thăm em ấy. Hôm đấy là cột chưa đổ đâu, còn đang đổ được một đoạn cột thôi hôm đấy, nhớ không? Nhớ. Thì là cái đợt đấy sau thì cứ mưa thôi. Đúng mưa tầm mưa tá. Thì anh nghe em thím bảo là em đi trúng mưa phải không? Vâng. Đi Chelsea phải không? Vâng. Chelsea thì có cái gì đâu, hỏng thì mình 1-2 bao thì mình mua bao mới được mà. Em sợ Chelsea bị ướt xong là chưa dùng đến nó lại hỏng xong rồi em lấy cái bạt đi che thì gió tối đấy thì gió cũng thổi mạnh xong rồi em che xong nó lại thổi đi, che xong nó lại thổi đi xong rồi em trong xong là bị chống mưa đó anh. Bây giờ có dậy được không? Anh lên uống nếu thôi, mà cũng... nếu mà mệt quá thì thôi không cần dậy cũng được, em cứ nằm đi. Để anh với em thím làm cũng được. Em bảo em thím dọn dẹp một tí ở ngoài, còn cái anh đổ xong hết rồi đúng không? Đổ xong hết rồi. Mấy hôm nay các anh thợ có về đây hỏi tiền không? Hôm qua cũng về, hôm nay họ cũng ra đấy. Thế đâu rồi? Họ không thấy là ai ở đây? Họ chắc đi nhà anh em hàng xóm tí. Được rồi, thế tí nữa nếu mà anh em thợ đây thì anh tiện anh sẽ thanh toán tiền luôn. Vâng ạ. Nhưng mà cái đợt trước mà anh có nói là để cho anh em thợ người ta thầu chát và lát nhà luôn thì không biết là họ có làm được không? Theo ý kiến của em như thế nào? Cảm nhận của em khi nhận xét về đội thợ này như nào? Em cảm thấy họ làm cái công việc này thì nói chung là cũng... Tức là cái tay nghề của họ đến đâu ấy? Ý của anh là anh muốn hỏi cái tay nghề thôi. Thực ra thì ai làm cũng được thôi. Công thì anh em mình cũng không để cho người ta thiệt được. Cái quan trọng là cái công việc họ làm ấy. Mình có chấp nhận được hay không thôi. Em thì em chưa làm nhà bao giờ thì em không biết nhưng mà... Như em nhìn thấy thì các anh thợ này để làm đổ mấy cái cột này thì nói chung là cũng dùng đẹp, anh cũng thấy đẹp. Vâng. Nói chung nó cũng mịn màng nhé. Đúng rồi. Quan trọng là đến lúc mình làm cái giai đoạn quan trọng ấy. Vâng. Như chát chít này nó phần rất là quan trọng. Vâng. Phải biết được lấy cái độ bằng phẳng và nó phải đẹp nữa cơ. Vâng. Đấy, kéo phào chỉ rồi các thứ nó phải đẹp nữa chứ không phải là chỉ biết chát không đâu. Đúng rồi. Còn lát nữa chứ không phải là viên nổi viên chìm thì có cần anh mua thuốc hay là mua cái gì để bồi bổ sức khỏe hay không? Em thì như kiểu không đủ chân tay thì cũng không đi chợ được thì nếu anh hay lên thì cho em xin một ít thuốc sốt với lại thuốc giảm đau. Thuốc hạ sốt hả? Hạ sốt. Giảm đau nhưng mà em bị đau ở đâu? Đau toàn thân. Cái chân tay này nó có mỏi không? Cái chân với cái tay có mỏi không? Cái chân tay thì nếu mà mình đi nhiều thì cũng mỏi nữa. Còn em... Nhưng mà ý là bây giờ sức khỏe nó đề kháng, sức đề kháng đang yếu thì anh sợ chân tay em nó bị mỏi ấy. Vâng, nó cũng hơi mỏi anh ạ. Để mai anh đi quán thuốc xem là có người ta có thuốc gì không để mình hồi phục sức khỏe. Vâng. Ý là bây giờ cái sức đề kháng của em đang yếu. Vâng. Sau đó em lại đi trúng mưa nữa. Vâng. Là sức khỏe đang yếu nữa thì dễ gây ra tình trạng là ốm mệt người, sau đó là lả người đi thì cái sức khỏe mình nó không được tốt. Vâng ạ. Để bồi bổ sức khỏe thôi. Tối nay anh mua cho em một ít thuốc. Vâng. Đó là mua một ít thức ăn lên nữa để cho em bồi bổ. Vâng. Sáng nay thì anh cũng có hỏi anh em thì được thông tin là em bị ốm. Vâng. Nhưng mà không kịp mua cái gì. Vâng, không sao. Vội vàng lên thôi. Biết lên là lên thăm em thế thôi. Với lại lên nghiệm thu cái mấy cái cột này để bàn giao tiền cho người ta. Vâng. Còn thức ăn thì đợt trước anh cũng có mua cho em rồi. Đúng rồi. Để anh em mình mua nhiều thì ra cũng được thôi. Không phải là ngày nào cũng ăn như thế. Ăn sang quá thì cũng không được. Mình tiết kiệm tiền để làm việc khác. Vâng. Còn ốm đau như thế thì anh cũng ưu tiên cho
để bồi bổ sức khỏe đã. Vâng. Sau đó thì khi nào sức khỏe tốt rồi mình sẽ tiến hành làm nhà tiếp. Vâng. Chứ bây giờ ốm như thế này thì không thể làm được. Vâng. Tất cả mọi thứ bây giờ chắc là phải dừng, tạm dừng đã nhỉ. Vâng. Với lại bây giờ mình có làm thì vật liệu cũng không có vào được. Đúng rồi. Xong thì còn liên quan đến nhiều thứ nữa. Anh em thợ thuyền các thứ người ta cũng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Vâng. Không biết là họ có làm không? Còn họ thì họ, em pha nước cho họ uống để mai thợ bảo là nếu mà chủ kênh lên thì mình cũng ở nhà rồi thì mình không biết đi đâu kiếm tiền thì nó còn bàn về giá thì họ vẫn làm. Ừ. Em nghe họ kệ chứ. Bàn về giá thì họ vẫn làm đúng không? Ừ. Thế thì tí nữa anh em người ta về thì em cố gắng dậy nhé. Anh sẽ đỡ em dậy. Vâng ạ. Xong là anh em mình sẽ ngồi bàn bạc một tí. Vâng ạ. Thứ nhất là em dậy em cũng không cần phải nói gì đâu. Vâng. Em chỉ cần ngồi nghe thôi. Vâng. Để xem là người ta làm giá như thế nào. Vâng. Sau đó là em khi mà giá cả hợp lý rồi thì mình sẽ tính những cái bước là làm thế nào để hợp ý em, với lại làm thế nào để cho nó đẹp mà phù hợp với công năng sử dụng ở trong nhà. Vâng. Nhà thì anh muốn là anh xây thêm một cái ngăn nữa làm buồng, tuy nhiên thì không biết ý kiến của em như thế nào. Em thì em chả có kinh phí để mua được. Không vấn đề, bây giờ kinh phí thì mình không lo nữa. Vâng. Tiền thì tạm thời là ổn rồi. Vâng. Làm nhà thì sửa chữa nhà cửa thì tới nay anh chị Phú Bùi hỗ trợ thêm 400 đô nữa thì mình cũng dư giả thoải mái làm rồi. Vâng. Đấy, tạm thời thì là gọi là thoải mái thì cũng không thoải mái lắm. Nếu vâng. như có sự hỗ trợ nữa thì càng tốt, mà không có nữa thì mình cũng chỉ ở trong cái mức đấy thôi. Vâng. Làm đến đâu thì tính đến đấy, anh sẽ không tính dư cho em mà không tính thừa ra. Vâng. Mình sẽ làm trong cái định mức đó. Vâng. Còn nếu như thừa thì tốt, mà không thừa thì mình cũng phải đành chịu. Vâng ạ. Đó, còn làm thì theo ý kiến của em thì làm như thế nào? Đấy, cái công năng sử dụng thì anh muốn như thế. Vâng. Đấy. Còn bây giờ nếu mà nghe anh thì anh sẽ muốn là ngăn cái buồng, bởi vì là cái buồng này của em thì bé quá. Vâng. Hôm qua anh có nói chuyện với anh chị Phú Bùi, anh chị có nói là muốn phá cái tường này đi. Vâng. Anh chị bảo phá cái tường này đi, nhưng mà anh thấy theo như cái quan điểm riêng của anh ấy, thì anh cũng có nói là nếu mà phá cái tường này đi thì cái dầm, cái mái ở trên này rất là yếu. Vâng. Nó không có điểm tựa, vì nhà trước đó là người ta làm không có cột. Đúng rồi, không có cột. Không có cột nên là tất cả những cái tường này nó chịu lực hết từ cái mái bê tông trên này xuống. Vâng. Cho nên là anh muốn là để giữ nguyên cái phòng như thế này, ví dụ mình không ở thì mình có thể để đồ. Vâng. Đấy, để đồ được. Vâng. Hoặc là ví dụ sau này như em bé bé Thanh hoặc là bé Dính muốn sử dụng không gian riêng thì mình có thể dành riêng cho bé Thanh hoặc bé Dính cũng được. Vâng. Còn một phòng ngủ của em thì em với con thì có thể một phòng rộng hơn một tí. Vâng. Ít nhất là khoảng được 2,5 m x 3 m². Vâng. Đấy, thì nó mới đủ rộng. Vâng. Mình còn quần áo rồi còn đồ đạc các thứ này kia nữa. Vâng ạ. Đấy các bác ạ, em Xá thì đang ốm nặng mà Tuyên lên thì cũng muốn là lên để kịp thời đưa các anh em thợ đi vào làm luôn. Tuy nhiên thì hôm nay anh cũng có hẹn được cho các anh làm tôn sắt ấy. Vâng. Lên để đo mái với lấy tôn, nhưng mà các anh bảo là đường trơn quá không dám lên. Vâng. Anh ấy Ninh anh điện suốt từ sáng mà các anh bảo không lên, trơn quá không lên đâu. Vâng. Nên là lại thôi, lại thế thì chờ một hai hôm nữa trời nắng ráo thì mình sẽ gọi các anh lên để đo. Vâng. Cái mái tôn. Còn bây giờ thì em cứ tạm thời cứ nghỉ ngơi đi đã. Vâng. Cứ nghỉ đi, có mệt thì bảo em Thím nhé. Vâng. Anh cũng có dặn em Thím rồi. Vâng. Đấy. Vừa rồi thì anh cũng nhận được một cái tin rất là mừng. Đó là của bà Thanh. Vâng. Hỗ trợ cho em Thím. Vâng. Một cái khoản kinh phí khá là lớn. Vâng. Và tới này nếu như với cái sự nhiệt huyết cũng như là tích cực từ em Thím giúp đỡ em nhiệt tình, thì bà Thanh hứa là sẽ giúp đỡ cho em thêm một khoản tiền nữa. Vâng. Cực kỳ lớn nữa để hỗ trợ cho em một cái căn nhà. Vâng. Đàng hoàng để ba bốn mẹ con ở cho yên tâm. Vâng. Đấy. Em thay mặt em Thím cảm ơn anh và bà Thanh rất là nhiều, bởi vì bà là với lại anh đã quan tâm đến em Thím với lại bọn em, xong là đã gửi những kinh phí lớn lao để ủng hộ cho bọn em. Ốm thì người nóng đấy. Vâng. Có lúc nóng thế à? Có lúc thì như kiểu bị sốt xong là nóng. Không, đắp cái chăn cẩn thận vào. Vâng. Cứ nghỉ ngơi đi, anh ra xem bà em Thím làm một tí việc đã. Vâng. Vì là những cái chỗ này anh em làm xong hết, bây giờ bà em Thím là dọn dẹp hết, là xếp gọn những cái ván ép ấy. Vâng. Ván mà mình làm ở trên, đây là của ván của họ hay ván của mình đấy? Cái tấm ván ép thì hôm nọ anh bảo thợ
thợ xây nó cắt, các anh thợ xây nó cắt mua lên cho nó gọi là nó lấy đi để được làm một chuồng gà các thứ cũng được, để với lại làm nhà khác nữa đúng không? Con nhà khác. Thôi thì cái đấy là của anh em người ta mua thì mình cũng không lấy đâu. Đúng. Với lại là đấy, như các bác biết đấy. Muốn hỏi anh em một tí, cái cột này họ làm từ đầu đến cuối em có tính được là họ làm bao nhiêu ngày không? Hình theo như em ở nhà em hay quan sát thì bọn nó làm đến 8-9 ngày công á. Không gọi là bọn nó nhé. Mình gọi các một cách tuần chọn đấy, gọi là các anh, các anh, các chú. Các anh thợ xây thì theo em ở nhà em hay quan sát thì nó cũng làm đến 8-9 ngày. 8-9 ngày cơ? Được. Cả ba cái giàn và cái hình chữ A ở trên nóc các thứ. 8-9 ngày, 3 người à? Đúng rồi, 3 người. 3 người 8-9 ngày thì mình, em thì nhân ra khoảng bao nhiêu một ngày công? Với cái số tiền là 6 triệu. 6 triệu thì mình đã cho người ta ứng hết 2 triệu để mua các thứ rồi. Mua hết 2 triệu rồi. Thế thì còn có 4 triệu thì em chỉ nhân xem là 39, 27, 27 ngày công. 3 ngày, 3 người đúng không? 27 ngày công thì chia cho 4 triệu. 4 triệu. Ngày còn chưa được. Chắc hơi trang tí. Công hơi rẻ thôi. Đằng nào thì mình cũng nói trước rồi về cái sự khó khăn cũng như là cái cơ thể của em như thế này thì chắc các anh thợ cũng thông cảm thôi. Vì người ta cũng muốn là giúp đỡ cho em nữa. Còn cái số tiền còn lại thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ không nhiều, tuy nhiên là các anh giúp đỡ thì mình cũng cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cái sự nhiệt huyết của các anh làm được một cái bộ cột và rầm xà rất đẹp. Anh rất ưng ý đấy. Em thấy ưng ý không? Ưng cái bụng không? Có lắm mà. Chưa bao giờ được một căn nhà xinh xài đẹp như này. Rồi. Anh cũng rất là mừng khi mà các anh đã làm xong. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ xong cái này rồi mình sẽ tính đến cái khác. Tối về anh sẽ tổng kết hết tất cả các cái khoản chi tiêu liên quan đến cái phần cột này. Sau đó là cho lên thước phim sau. Khi mà thanh toán tiền cho anh em thì với cái số tiền 25 triệu của anh Tommy hỗ trợ là phần làm cột ấy thì anh sẽ tính lại xem là còn dư bao nhiêu. Nếu như dư nhiều thì mình sẽ bỏ vào làm quỹ làm nhà, hoặc là mình sẽ sử dụng vào làm cái công việc khác, cũng là chỉ làm nhà thôi hoặc là làm bếp thôi. Nhưng là mình cũng không sử dụng linh tinh, không sử dụng vào một cái mục đích khác. Đấy. Với những khoản tiền như thế thì mình vẫn sử dụng vào làm sửa chữa nhà cửa thôi. Rồi em cứ nằm nghỉ đấy nhá. Để anh ra em bảo anh bảo em thím một tí. Thế thím cũng tốt nhất cho anh uống. Cái nào là của mình đấy? Cái ván thì cái nào là của mình? Những cái ván này hình như là của mình ý đúng không? Cái nào là của mình thì em xếp gọn vào một bên, còn cái nào là của anh em thì để sang một bên để anh em người ta đi làm cái khác. Đấy, hôm nọ che cái đống xi này à? Vâng. À, tại vì là tối hôm đấy mưa to nhỉ? Mưa rất là to nên là em xá ra đây các bác, em xá ra đây để lấy cái này che. Bản thân em thì không có sức, không nhấc được những cái nặng, những cái vật nặng. Thế là em chỉ che xong là lấy cái 1-2 tấm ván cứ đè lên như thế thôi. Đến khi mà gió nó thổi thì lại nhấc ra, lại chạy vào. Nó cứ chạy ra chạy vào thì gió nó hất nước nó bào bay vào nhà đây này, nhà thì ướt hết, các bác cũng nhìn thấy thôi. Đây cả một cái vũng nước như thế này đấy. Cái nước này sao không xong để nó chảy sang bên bếp bên kia? Dạ, bếp bên kia là của họ nên là sợ làm hỏng nhà. Đây ghi hình cho các bác xem một chút nhé. Tại vì là cái trận mưa vừa rồi thì cũng khá là to nên là đây nước ngập hết vào nền nhà rồi. Bây giờ là biết cái chỗ nền nhà của em sáng chỗ nào cao chỗ nào thấp rồi. Đấy, những cái chỗ này thì chặn hết ở đây. Và bếp bên này là của họ nhé các bác nhé. Nên là không muốn cho nước chảy sang bên này để làm ảnh hưởng đến cái nền nhà họ và ảnh hưởng đến cái chân gỗ cột gỗ của họ ấy. Đấy, xà rất đẹp. Em thím thấy đẹp không? Đẹp. Thích không? Đấy, Tuyên sẽ lên ghi hình cho các bác xem một chút. Bởi vì ở trên cao thì nhìn nó sẽ rõ hơn. Rất là nét và phẳng luôn. Đó. Kênh làm rất là ưng. Cột thì cực kỳ to rồi. Cột này thì thoải mái rồi.
Đấy, có cả bì ruồi trên này nữa. Quá là chắc chắn luôn. Đấy. Cái dầm chạy ngang như thế này thì cực kỳ là khỏe rồi các bác ạ. Cực kỳ là khỏe rồi. Đấy. Hôm nay thì cập nhật cho các bác xem cái cừu đã đạt xong. Và em Xá thì cũng đang ốm. Trước khi anh quay về thì anh muốn dặn em Xím một chút về tới này công việc của em sẽ là hỗ trợ em Xá như thế nào. Là muốn em dọn dẹp hộ anh tất cả những cái đồ trong này để gọn gàng. Sau đó là hỗ trợ em Xá trong cái vấn đề cơm nước, bởi vì em bây giờ ở một mình. Đấy, các con thì đi học đại học hết rồi. Còn ai, anh biết là em cũng đang chăm con rất đông. Tuy nhiên thì muốn em có thể bớt chút thời gian để hỗ trợ cho em Xá trong cái công việc chăm sóc sức khỏe cho em ấy. Thì mai anh lên anh sẽ mua thuốc và lại mua một ít lương thực lên để bồi bổ sức khỏe cho anh Xá nhé. Bây giờ Tuyên cũng xin phép được khép video tại đây. Trước mắt thì là hai anh em sẽ cố gắng hỗ trợ cơm nước cho em Xá trước khi Tuyên quay về. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn quan tâm và góp ý những cái điều mà Tuyên đang theo đuổi, đặc biệt là cái cột rất đẹp các bác ạ. Các bác góp ý cho Tuyên thì đấy, các bác đánh giá luôn để cho anh em có thể thay đổi những cái chỗ nào chưa thực sự phù hợp. Tuy nhiên thì bản thân Tuyên nhận thấy thì đây là một cái cột rất là đẹp và chắc chắn. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.